cái Minh mới tình đầu tiên thì cái thời em mới vào đại học quen cái thói cũ hủ ở quê, cho nên là trai ở đây thì họ hay ấy ngoé, cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Chứ như em cũng hơi khó tính, quen bao lâu thì được nắm tay hay à, gì đòi đó. Hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi không? Không, em sợ. Rồi. Cái thôi em không quen nữa. Rồi. Còn cái anh mà mới đây, cách đây 2 năm của em á, thì cũng quen, cũng đồng ý. Mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á, thì mẹ không có chịu. Mẹ ai không chịu? Mẹ anh đó không có chịu. Ồ sao, lý do gì không chịu? Em có hỏi thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắt cận giống em. Với lại mẹ không thích là giàu á, với lại xấu nữa, cho nên là mẹ không có thích. Bà nói em già xấu á hả? Dạ. Người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hậu, em đến từ Bình Định. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi chị. Hiện giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Công việc của mình hiện nay là gì? À, em làm kế toán chị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Văn Tiền. Tiền Money với chị. Bên đây Hậu. Tiền Hậu, Hậu Tiền. Quê gốc là ở Bình Định. Ồ. Sống ở Đắk Lắk và hiện tại đang công tác ở Đà Nẵng. Công việc của bạn là như thế nào? Em làm công tác quản lý của trường đại học ở Đà Nẵng. Ở trường đại học gì bạn? Dạ, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Bạn gái có ngại yêu xa không? Dạ không, cái này em không ngại chị ạ. Với lại, không ngại? Dạ, với lại bữa nay cũng có mạng rồi, Zalo rồi Facebook mình có thể nói chuyện được chị. Đúng. Nhưng rồi. Rồi mình hỏi cái bạn trai đây có thể bảo lãnh bạn để làm kế toán được không? Cái công việc cụ thể của bạn quản lý ở trường đại học là quản lý gì bạn? Dạ, hiện tại em là trưởng phòng quản lý khoa công nghệ của trường, sinh viên của trường. Trưởng phòng? Có sắp xếp công việc gì được cho bạn nữ không bạn? Dạ thì chắc là cũng ổn thôi chị ơi. Nhưng mà ngoài đó rất nhiều cô giáo xinh đẹp, đại khái là nhiều người đẹp. Nhưng lý do tại sao anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm người yêu thông qua chương trình này? Thì đối với em thì tình cảm nó đến chỉ hai cái thôi. Một là sự nâng cấp từ tình bạn lâu quen lâu ngày thành tình yêu. Hai là có cái gặp đầu tiên, gọi là cái tình yêu sắp đánh. Nên tính chất công việc nó quá là bận, nên là muốn ít tìm hiểu. Bạn nữ, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, em thì lên đây với hai lý do. Cái lý do mà lớn nhất mà em muốn thực hiện là thực hiện cái lời hứa của sếp. Tại vì lúc trước đó là sếp hứa là em cưới chồng đi, rồi em mời mọi người trong đây á, thì anh sẽ bao vé máy bay cho mọi người về quê em ăn đám cưới. Với lại cái lý do thứ hai nữa là bạn bè em á, ai cũng giải phóng hết cái kiếp độc thân rồi, còn em đánh mãi đánh hoài mà sao giải phóng không được. Cho nên là em chắc là nhờ chương trình kiếm hộ giùm em. Là mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình, quen nhau bao lâu, tại sao chia tay? À, cái Minh mối tình đầu tiên thì cái thời em mới vào đại học quen cái thói cũ hủ ở quê, cho nên là trai ở đây thì họ hay ấy ngoé, cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Chứ như em cũng hơi khó tính, quen bao lâu thì được nắm tay hay à, gì đòi đó. Hỏi, đòi hỏi, dạ, hỏi không? Ấy không? Em sợ. Rồi. Cái thôi em không quen nữa. Rồi. Còn cái anh mà mới đây, cách đây 2 năm của em á, thì cũng quen, cũng đồng ý. Mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á, thì mẹ không có chịu. Mẹ ai không chịu? Mẹ anh đó không có chịu. Ồ sao, lý do gì không chịu? Em có hỏi thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắt cận giống em. Với lại mẹ không thích là giàu á, với lại xấu nữa, cho nên là mẹ không có thích. Bà nói em già xấu á hả? Dạ. Người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn. Tại em dẹp luôn. Bây giờ nếu như bạn với cô ấy yêu nhau, bạn đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ nó không được, cô này không đẹp, không đẹp, xấu, già, gì đó vân vân, thì bạn xử sự thế nào? Đầu tiên thì về gia đình em thì không có quan điểm về chê về ngoại hình. Ba má em cũng là người Bình Định, đặc biệt là chỉ mẹ em này hơi khắc khe xíu là phải chọn con dâu người Bình Định. Thực ra thì khi quen tới một giai đoạn nhất khi tình cảm nó sâu đậm thì nên mang về giới thiệu gia đình. Mà lúc mà đã tình yêu đã sâu đậm rồi, khi mang về giới thiệu gia đình thì lúc đó mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Đúng rồi, phải bảo vệ chứ, đúng không? Những cái mối tình của bạn nam là lý do tại sao lại chia tay? Dạ, em thì quen có 2 mối tình. Em thì cũng giống bạn nữ đó, là cũng gia đình họ không đồng ý. Gia đình ai? Gia đình bạn gái đó chị. Lý do tại sao họ lại không đồng ý em? Bởi vì không hợp tuổi chị. Ồ, coi tuổi hả? Vậy bây giờ bạn có hợp tuổi chưa? Hỏi tới qua lại có hợp tuổi bạn chưa? Nữ có quan trọng tuổi tác không? Em không quan trọng. Cái này thì em không quan trọng lắm đâu chị, không quan trọng là mình thôi. Nếu được thì bao lâu nữa bạn tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em hối lắm rồi đó. Nếu mà được á thì em tính là nửa năm hoặc đến 1 năm. Nhanh quá. Tại vì em thấy bạn em á quen lâu thiệt là lâu rồi cũng chia tay thôi à.
Bạn nam thấy sao bạn? Thời gian nào bạn tiến tới hôn nhân được? Tùy theo tình cảm thôi, nhưng mà em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Bên kia bạn gái có những sở trường, sở đoản thế nào, có kể cho bạn trai nghe đi. Sở trường của em thì em biết nấu ăn được chị. Nói chung là món gì em cũng có thể nấu, nếu mà em đã ăn qua. Em biết thiêu nữa. Giỏi quá ha, nữ công gia chánh ha. Dạ, còn cái sở đoản của em hay nóng tính lắm chị, lại thẳng thắn nữa. Không thích là em nói. Em nói rồi thôi, chứ em vậy không có đói bụng chứ đâu có sao. Em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì muốn là anh đấy là mẫu người gia đình đó chị. Nếu mà được sau này mà là cưới nhau á, thì quan tâm gia đình em xíu. Chứ đừng có là bên ông, bên bà, rồi bên tôi, bên cô là... Bên trọng, bên khinh là không được, đúng không? Cái đó nhất định rồi bạn ơi. Rồi bạn nam, bạn muốn một người bạn nữ như thế nào? Bởi vì đối với em thì cái gì cũng đừng ở quá. Em thì quan niệm thế này: tình cảm hay hôn nhân cái gì nó đều nó có cái sự sống của nó. Thì nếu mà mình coi nó sự sống thì cần phải chăm sóc cho nó, cái sự sống nó thành phát triển. Còn em thấy rằng nhiều người lúc đầu chưa yêu thì cũng tán lên tán xuống, xong đó yêu nhau rồi cái về không có cho tiếp tục chăm sóc nữa, thì tự động tình yêu hay hôn nhân nó cũng tự đi tới cái kết thúc thôi. Có những gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Trong cái cuộc sống với nhau em chỉ thấy sự phản bội với nhau, là thấy điều đó bừa bối với nhau, là em thấy là mình có thể là thấy sốc nhất. Phản bội. Về ngoại hình bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì không? Dạ em không cần đẹp. Cao cao hơn, cao hơn em một xí. Cao mét nhiêu? Em mét số 2. Trời ơi, em muốn bạn trai cao nhiêu? Mét 7 trở lên. 7 trở lên hả? Rủ về tao được hết trơn rồi mà giờ người ta lùn hơn em sao? Dạ cũng không sao. Vậy ha. Trời gì cái tôi. Anh cao được nhiêu? Dạ 73 vậy thôi. Bà tốt rồi, chuẩn rồi. Hồi nãy anh nói là anh chuẩn bị hết rồi, là anh chuẩn bị gì mà chuẩn bị hết rồi anh nói em nghe. Cái chuẩn bị đầu tiên là cái chuẩn bị sẵn sàng mình là làm chồng. Đó là cái sẵn, cái đó bởi vì chuẩn bị về tình cảm mình đón nhận. Trước đây em rất là sợ cái thôi mình phải lập gia đình. Bởi vì khi mình cảm thấy mình không đủ, mình không mang lại hạnh phúc cho người đó, mình rất là sợ. Còn về công việc thì em thấy thì hiện tại mình cũng đảm bảo. Đà Nẵng mình mua được nhà chưa anh? Em đang làm thủ tục mua nhà. Vậy làm thủ tục lấy vợ luôn là vừa. Hai thủ tục đi song song là ngon ha? Nghe vậy là thấy yên ổn rồi. Ở bên đây rất là chín chắn. Ổn. Sao? Về Đà Nẵng được không? Dạ được. Dạ được phải không? Nhưng mà em có không thích những cái gì của tính khí của đàn ông không? Đừng có cọc cằn quá. Anh này không cọc cằn rồi, anh này sống rất là nội tâm. Nói chung là anh thấy ổn hết trơn á. Nhưng mà em thích đàn ông mập hay ốm? Dạ em thích người đàn ông mập. Mập? Được. Thì mình đi có đi với người thân không, bạn nữ? Dạ em đi với em gái, rồi chị họ, rồi cả phòng kế toán em nữa. Trưởng phòng của em, phó giám đốc của em nữa. Dạ, mà chú phó giám đốc là chú này là chú Hứa hay là chú khác nữa? Người mà Hứa ta bao vé máy bay á. Dạ, trưởng phòng em. Dạ. Sao chú thấy sao chú? Xin được chào hai MC đẹp trai và duyên dáng, Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, cảm ơn chú. Thật sự thì khi mà đến đây thì tôi thấy chương trình này rất là hay. Chương trình giống như là một cái sợi dây mà tôi hồng kết nối hai bạn trẻ là với nhau á. Tôi ước mong sao mà khi mà hai bạn trẻ gặp nhau chương trình này sẽ có những cái điểm tâm đổi hợp và bấm chuông và không có chuông và đi đến hôn nhân, cái đó là tôi rất là mong muốn. Cảm ơn chú nhiều. Dạ cho chị gặp thêm cái người nào mà Hứa mua vé máy bay á đó. Dạ. Chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Nó đúng ra cái vụ mà mua vé máy bay là chẳng qua là thấy em của mình hơi chậm rồi. Dạ. Cho nên cái vụ mà vé máy bay chẳng qua cái hình thức để mình khuyến khích. Dạ. Nhưng mà giờ hình thức đó còn giữ không anh? Dạ còn chứ. Dạ em chủ yếu chốt câu đó thôi đó. Dạ. Còn bây giờ anh nhận xét giùm cái bạn trai bên kia làm sao anh? Anh nhìn rất là chững chạc, có kinh nghiệm, rất hy vọng là hai em sắp xếp gặp nhau bên ngoài nó sẽ có thời gian tiếp xúc nhau hơn. Xin hết. Vậy thôi ha, trời ơi, xin lỗi rồi. Rồi, dạ, cảm ơn anh, cảm ơn. Rồi, bây giờ bên nhà trai, Tiên. Dạ, có bạn thân của em học từ nhỏ lớn. Rồi. Em xin chào chị Cát Tường. Rồi, em xin em. Chào anh Quyền Linh. Em thì rất là mong muốn tìm là tìm được một người bạn gái, sau đó là có thể tiến xa hơn ở trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Bởi vì lớp em là chỉ còn tiền nữa thôi, là hàng thanh lý. Dạ. Em thấy hôm nay hai bạn này rất là có duyên với nhau. Thứ nhất là tiền, tên là tiền, mà tìm được hậu. Thì hôm nay chị mong hậu sẽ là cái ví để bỏ tiền vô trong đó. Có đầu có đuôi nha. Rồi, có mặt tiền, có mặt hậu luôn, hay lắm rồi ha. Đôi bạn gặp nhau đi. Cho đôi bạn trẻ gặp nhau ha.
Là Tiền ơi hát tặng Hậu một bài nha. Rồi chúc Tiền nhớ hát nha. 2, 3 kéo màn. Dạ, ông cảm ơn ạ. Rồi hát bài gây tình cảm liền. Hát là tặng em một bài. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Dẫu thương thầm sàng xê điều ly, lấy duyên tình sao nỡ làm thinh. Chim chuyện nhành ớt liêu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hay quá, quá ngọt luôn. Dân Bình Định mà hát ngọt dữ anh Linh. Quá luôn. Bạn nữ mình có hát lại gì không? Trước đây là xếp dạng là lên gái em Bình đừng có hát lắm nha. Có vỏ không em? Có vỏ đó, gái Bình Định là cầm roi. Dạ không chồng chị, ha. Dạ không. Em ra Đà Nẵng bao giờ chưa? Dạ nói thì anh là từ Bình Định em vô ra thì có, còn đi ra thì chưa ra lần nào. Em cũng muốn ra ngoài đó một lần cho biết, tại em nghe nói ngoài đó đẹp lắm. Anh cũng say vì cái đẹp của Đà Nẵng mà anh phải gắn bó Đà Nẵng. Say cái đẹp thôi nha, đừng có say người đẹp Đà Nẵng cũng được nha. Thôi bây giờ mình sẽ nói một câu gì đó thật là lãng mạn chút xíu để chúng ta kết thúc buổi trò chuyện. Cảm tiến tới cái việc ta là bấm nút hay không bấm nút thôi. Anh thì lâu nay chỉ có một lý do khiến anh thức dậy buổi sáng là chiếc đồng hồ báo thức. Anh hy vọng rằng là qua cuộc này là em sẽ là lý do thứ hai để anh thức dậy vào buổi sáng. Em nghĩ là đến đây anh em mình gặp nhau là cũng là cái duyên rồi. Còn với cái tuổi như vậy nữa thì em nghĩ là anh em mình nên cho nhau một cái duyên nợ đỡ, là nếu mà có cơ hội đã gặp nhau rồi tìm hiểu biết đâu lại đi xa hơn thì sao. Rồi cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng đồng chí trưởng phòng nha. Hy vọng rằng đồng chí sẽ xin được một việc làm kế toán ở trường Đại học Duy Tân. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tiện quá ha, Đà Nẵng luôn đó. Nhớ cái gì, có cái gì mà hay hay báo tụi tôi ra Đà Nẵng chơi với nha. Mời luôn. Mời bà bé luôn. Nhớ nha, nhớ nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy đưa đi để xem phim nào, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.